Bản thân cái gân này nó bị là như nào? Tức là nó phải chịu cái lượng vận động nó lớn hơn cái sức chịu đựng của nó. Ví dụ như nó chỉ chịu được khoảng 50 cân thôi chẳng hạn, nhưng mà mình cứ giã vào cho nó khoảng 70 cân, 100 cân liên tục là nó chịu không nổi nữa, là nó bị đứt rách ra thôi. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Cái bàn chân này mình đau bao giờ đấy ạ? Em bị 4 tháng này đấy. 4 tháng này, cái hôm đấy là mình chạy xong rồi nó đau à? Vâng. Vậy cái là mình có chỉ nóng lên thôi. Sau đó nó bao giờ giảm một thời gian dài. Cứ ngồi cái này là đau. Buổi sáng ngủ dậy giãn chân cho nó đau. Nhất là khi buổi sáng ngủ dậy là đau nhất, khi bước xuống khỏi giường. Đúng rồi. Là đau nhất. Đau. Buổi sáng bước khỏi giường là đau nhất. Đau chỗ này, đau chỗ này, đau nhất. Đau nhất là chỗ này. Đấy. Đây cái dịch này một tí là đây nha. Đây là chỗ này, đấy chỗ này là chỗ đau nhất. Đây ạ. Dạ. Đây đúng không ạ? Cái gân gan chân ấy. Trên đấy thì nó vẫn tức ạ, nó vẫn gọi. Bên này đâu? Bên này thì không. Đây đâu? Bỏ. Đây đâu? Đúng rồi, bóng vào đấy thì tức ạ. Thế hôm đấy là em cứ đi cái giày mới á? Chạy bộ em có 4-5 đôi giày nên em cũng biết là do nguyên nhân là do đôi nào nó phải do... Nhưng mà giày cùng hãng này. Vâng, tất cả giày cùng hãng. Giày cùng hãng thì không vấn đề đâu. Nếu cùng hãng, cùng form của mình, cùng cỡ giày của mình thì thường thì nó sẽ không ảnh hưởng. Trừ khi đôi giày đó nó quá lâu rồi. Vâng. Thì cái đế của nó không đủ mềm ấy. Vâng. Cái này là có thể là do là hôm đấy mình chạy nó quá cái sức chịu đựng của nó thôi. Vâng. Mình khởi động nó chưa kỹ. Và nó có nhiều nguyên nhân khác nữa. Ví dụ như là đôi khi trong những trường hợp mà mình bị thiếu nước trong khi chạy á. Vâng. Mình bồi phụ nước và điện giải nó chưa đủ ấy. Cũng dẫn đến cái việc là nó bị dễ bị viêm gân. Thì viêm gân này thì mình điều trị cho nó là nó hết thôi. Chứ còn không điều trị thì nó dứt khoát nó không hết được. Cái này đơn giản là tí nữa em thì điều trị một lần em đã thấy nó đỡ rồi mà. Nhưng mà để mà nó khỏi thì còn lâu không phải. Vâng, thì thực ra là mình cứ giẫm nó hàng ngày rồi mình vẫn tập luyện hàng ngày, em sợ. Mình phải giảm tải đi thôi, mình giảm tải nhưng mình không được nghỉ nhé. Bản chất cái gân này nó bị là như nào? Tức là nó phải chịu cái lượng vận động nó lớn hơn cái sức chịu đựng của nó. Ví dụ như nó chỉ chịu được khoảng 50 cân thôi chẳng hạn, nhưng mà mình cứ giã vào cho nó khoảng 70 cân, 100 cân liên tục là nó chịu không nổi nữa, là nó bị đứt rách ra thôi. Đấy. Và khi đặc biệt cái gân gan chân này thì nó không tự khỏi được. Đây này, cái gân gan chân này này. Bị tương đương với gần ở cái vùng đóng gót này. Đấy, ngoài cái gân gan chân này nó còn cả cái cơ dạ con cái này nữa này. Điều trị nó ổn không? Không vấn đề gì. Chạy thì nó bị thôi. Dạ. Thường thì nếu mà mình không đổi giày đổi các thứ thì cũng thường thì không phải do giày, do cái lượng vận động của mình thôi. Cái này nó có thể là do đấy, do nó quá tải. Này chỉ có giảm được vận động đi mà xong. Giảm được vận động và điều trị đúng không? Tí nó điều trị xong em thấy nó nhẹ cái bàn chân lên ngay mà. Ở đây có luôn đấy. Nếu mà đau quá anh bảo em. Anh cứ đi bình thường. Như bình thường anh đi như nào nó khó chịu thì em cứ đi hết. Anh thấy nó nhẹ hơn thôi. Ừ. Thế đỡ khoảng bao nhiêu phần? Nó không phải đỡ được. 2 phần. 2-3 phần. 2-3 phần.